xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Sam sẽ chia sẻ bí quyết dưỡng trắng da body để sở hữu một làn da trắng sáng ngọc ngà. Rất nhiều bạn gái hỏi Sam là làm sao để sở hữu một làn da đẹp như vậy. Và Sam nghĩ đây cũng là chủ đề mà rất nhiều các bạn nữ của mình quan tâm. Là phụ nữ thì ai cũng muốn mình sở hữu một làn da trắng sáng để thu hút ánh nhìn từ tất cả mọi người. Và nhân dịp ngày hôm nay thì Sam sẽ chia sẻ với mọi người về bí quyết làm đẹp của Sam. Đó chính là Milky Red The White Body. Bây giờ Sam sẽ test thử sản phẩm cho mọi người xem nha. Đây chính là sản phẩm của mình. Mình lấy ra một lượng kem vừa phải lên tay. Sau đó thì thoa đều. Kem rất mịn, còn có mùi thơm nhẹ nữa. Mùi thơm này là Sam cực kỳ thích luôn. Thoa đến đâu á thì kem thẩm thấu ngay đến đó, không có cảm giác bị bết dính giống như là mấy loại lotion khác mà Sam đã từng dùng. Đây, các bạn thấy không, hai tông màu hoàn toàn khác biệt. Một bên á là Sam đã sử dụng sản phẩm, còn bên này là không có sử dụng sản phẩm, hoàn toàn màu da khác biệt luôn. Các bạn có để ý thấy là những cái hạt ngọc trai lấp lánh ở trên tay Sam không? Đây chính là bột ngọc trai giúp cho kem thẩm thấu nhanh hơn và làm cho da trắng sáng lên một tông ngay tức thì. Và một điểm mà Sam cực kỳ thích ở sản phẩm này đó chính là tính năng không hề bắt nắng. Sam có thể tự tin thoa kem để có một làn da trắng sáng mà đi giữa ban ngày, hoặc là đặc biệt là những lúc mà Sam đi quay phim ngoài trời á. Thường thì Sam đi quay phim là rất là ngại phải xức cái sản phẩm dưỡng trắng da gì lên bởi vì nó sẽ ăn nắng. Nhưng mà từ ngày có sản phẩm này á thì ngay cả đi quay phim á, Sam cũng sẽ có một làn da trắng sáng thật đẹp nhưng mà không hề sợ bắt nắng. Nói tới kem làm trắng da tức thì thì các bạn sẽ nghĩ ngay là kem làm trắng da tức thì có gây hại gì cho da hay không, nhưng đây hoàn toàn không phải là một sản phẩm tẩy lột, cũng không có các chất gây bào mòn các biểu bì trên da, mà đây chỉ đơn giản là một sản phẩm rất an toàn dành cho da, có bằng chứng nhận của Bộ Y tế Hàn Quốc. Đây là một sản phẩm có thành phần chống oxy hóa, tăng cường tái tạo collagen và cung cấp độ ẩm cho da. Khi sử dụng một thời gian thì da của chúng ta sẽ trở nên mịn màng, trắng sáng đều màu và giữ mãi độ tươi trẻ. Bí quyết của Sam, đây chính là trợ thủ đắc lực cho làn da Sam.